Tập 26. Uống ngụm to. Giỏi thế. Giỏi thế. Tôi nói bà nghe, bà Thông Gia, sau này muốn uống rượu hay chúng ta uống ở nhà thôi? Một đĩa lạc, hai chai rượu, chúng ta không thể uống ở bên ngoài. Không chỉ không thoải mái, còn dễ mất mặt lắm. Có đúng hay không? Bà là người phụ nữ dũng cảm, rất dũng cảm để theo đuổi tình yêu của chính mình. Còn tôi là người phụ nữ bằng lòng gìn giữ một tình yêu. Bao nhiêu năm nay, có thể nói tôi chưa bao giờ nói chuyện tình cảm, lời trong lòng với bất cứ ai. Tôi cũng không có người bạn nào có thể nói. Nhưng mà hôm nay tôi lại rất muốn nói với bà. Bà Thông Gia, bà biết không, tôi và Lao Động hai chúng tôi sống với nhau 30 năm. Chúng tôi có một người con trai hết sức xuất sắc. Có một gia đình rất hạnh phúc. Tôi rất hài lòng. Hơn 20 năm nay, tôi luôn cho rằng tôi là người phụ nữ hạnh phúc nhất trong đồng nghiệp, bạn bè, trong khu dân cư tôi ở. Nhưng mà lần này, Lão Đồng lại giận tôi, bỏ đi rồi, không về nữa. Tôi đột nhiên cảm thấy tôi là người phụ nữ rất thất bại, rất bất hạnh. Trái tim của tôi trống rỗng rồi. Bà có biết hay không? Tôi thấy Lão Đồng thật sự không thể nói là xấu xí, hơi đắc tội với bà. Ông ấy thật sự trông hơi đặc biệt, vẻ bên ngoài rất ảnh hưởng đến hiệu quả thị giác của chúng ta. Bà có biết hay không? Bà còn không chê ông ấy nữa mà. Nói chuyện nước miếng bay tứ tung. Bà còn không chê, chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ bà vẫn yêu ông ấy. Không để cho ông ấy rời khỏi căn nhà này. Sau khi ông ấy rời khỏi căn nhà này, bà cảm thấy rất trống vắng. Bà đau khổ thì bà hãy đi tìm nguồn gốc của nỗi đau. Bà đi tìm lại ông ấy đi. Tôi biết. Vì bắt đầu từ năm tôi kết hôn với Lão Đồng, bạn bè đồng nghiệp bên cạnh tôi, ba mẹ của tôi không một ai đồng ý hết. Trong mắt người khác thì Lão Đồng là một người đàn ông không đáng tin tưởng, không có công việc đàng hoàng, lôi tha lôi thôi. Trong mắt của người khác, ông ấy có rất nhiều khuyết điểm, nhưng mà tôi lại thích. Tôi yêu ông ấy. Từ khi còn trẻ tôi đã rất yêu ông ấy. Có rất nhiều người trong cục công an giới thiệu cho tôi. Có quân nhân, có cảnh sát, có quan viên chính phủ. Dù là người như thế nào thì chắc là công việc, ngoại hình đều tốt hơn ông ấy. Tôi không thích. Tôi yêu một Lão Đồng đáng tin như thế. Nhìn thấy ông ấy là tôi thấy vui. Tôi cho rằng 30 năm nay bề ngoài đôi tôi kiểm soát ông ấy, nhưng mà trên thực tế ông ấy kiểm soát tôi. Bà nói xem, lần này ông ấy bỏ nhà ra đi, trong lòng của tôi buồn. Ngày nào tôi cũng nhớ tới ông ấy, nửa đêm tôi không ngủ được. Tôi cứ trằn trọc suốt, cứ nghe thấy tiếng chuông cửa hoặc là tiếng gió thổi, tôi đều cho rằng Lão Đồng đã về rồi. Nhưng mà ông ấy lại không về. Chứng tỏ ông ấy đã buông bỏ tôi rồi. Nhưng mà tôi lại không buông bỏ ông ấy được. Có đúng không? Tôi không thể rời xa ông ấy. Tôi chưa bao giờ nói lời này với ai. Hơn nữa, tôi cũng chưa từng biết tôi không thể rời xa ông ấy. Lần này tôi mới nghiệm chứng. Bà nói xem, tôi có thể nói với con trai không? Có thể nói với con dâu hay không? Tôi là người già, tôi sợ trẻ con cười tôi. Nhưng mà trong lòng của tôi, Lão Đồng bỏ đi làm tôi cảm thấy trời đất sụp đổ. Sụp rồi. Trong lòng bà khó chịu như vậy hay sao?
Đúng vậy, thật đấy. Làm theo lời của tôi nói đi. Đi tìm ông ấy đi. Tìm lại ông ấy, đây chính là cách duy nhất. Đúng vậy. Bà phải nhớ rằng thể diện thật sự không quan trọng, tâm hồn vui vẻ mới quan trọng. Bà Thông gia, hôm nay chúng ta nói chuyện như vậy, trong lòng của tôi thấy thoải mái hơn nhiều lắm. Tôi thấy rất may mắn, bởi vì lần này bà có thể đến nhà của chúng tôi, khiến tôi có một đối tượng tâm sự. Bắt đầu từ ngày hôm nay, nếu như bà không chê thì chúng ta là chị em tốt của nhau có được hay không? Được. Nếu tình yêu chị em của bà và Steven không thành, cuối cùng tôi và lão Đồng cũng ly hôn, sau này chúng ta đừng tìm ai hết, chúng ta sẽ sống cùng nhau. Tiểu Kỳ văng văng đi chỗ khác, để cho hai đứa nó rời khỏi nhà này. Chúng ta sống chung với nhau, ngày nào tôi cũng làm đồ ngon cho bà ăn, tôi nấu cho bà món miền Bắc. Cửa còn không đóng. Có chuyện gì thế? Mẹ. 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 Mẹ à, mẹ làm sao thế? Sao mẹ lại uống rượu chứ? Uống bao nhiêu vậy trời? Ơ kìa, bao giờ phòng ngủ đi mẹ? Tại sao mẹ lại ngủ ở đây? Nào nào, đừng có để bị nhiễm lạnh nha mẹ. Kiểu gì thế không biết. Như vậy là sao chứ? Mẹ, chúng ta về phòng trước đi mẹ được không? Được rồi, bỏ tay ra. Bỏ tay ra coi. Về phòng ngủ đi, về phòng ngủ. Dìu mẹ với bà ấy lên trên một chiếc giường nha. Mẹ, được. Một chiếc giường được rồi. Cẩn thận, đi thôi. Thế nào rồi? Bây giờ mẹ của em béo lắm. Trước đây một mình cõng bà ấy lên tầng 5, em cũng không mất sức như vậy. Bây giờ em dìu bà ấy một lúc mà cánh tay của em không nhấc lên được. May mà sắp xếp cho hai bà xong xuôi rồi. Em nói xem, mẹ của anh có ý gì chứ? Muốn ly hôn với bà của anh thật hay sao? Thơm quá. Ở đây. Đồng Hương, cô đó hả? Ừ, hôm nay cô đến muộn rồi, tôi bán hết rồi. Bán hết rồi hay sao? Chứ đây là cái gì? Không phải, chỗ này người ta đặt rồi. Bánh kẹp thịt của anh mà cũng có người đặt trước nữa hả? Cô cũng biết là món này ngon mà, cho nên người ở khu dân cư này ai cũng ăn hết. Được rồi, anh đừng có nói khoác lác với tôi. Anh sợ gì chứ? Hôm nay tôi không bảo anh giảm giá cho tôi. Hôm nay tôi đến thực hiện lời hứa thôi. Lời hứa gì? Anh quên tôi nói với anh, lần sau tôi đưa anh 10 tệ, anh cho tôi 5 cái. Có thật không? Thật. Nhưng mà hôm nay tôi không mang nhiều tiền như vậy, tôi cho anh 6 tệ thôi. Anh cho tôi 3 cái đi. Được. Đồng Tiểu Kỳ, Đồng Tiểu Kỳ, em đứng lại cho chị. Em không đứng. Chị hỏi em, chị chỉ đưa cơm cho ba thôi. Em phá đám gì chứ? Em phá đám gì? Chị mang cơm cho ba chị, em mang cơm cho ba của em. Chị nói cho em nghe, từ nhỏ em đã biết phá đám chị rồi. Nhưng lại, trước đây em còn không biết chị, đến tận năm 18 tuổi mới biết. Sao lại thành phá đám chị từ nhỏ? Em lại đây. Vậy chị hỏi em, khi chị tốt nghiệp tiểu học, ba của chị nói là tham gia lễ tốt nghiệp của chị. Kết quả không hiểu tại sao em lại bị viêm phổi. Ba của chị liền đi thăm em, không ai tham gia lễ tốt nghiệp nữa. Em nói xem có phải là phá đám không? Em muốn, em bằng lòng bị viêm phổi hay sao? Em có bệnh hay sao mà viêm phổi? Em có bệnh, em bị viêm phổi. Được, khi em học lớp 8, em phải đại diện cho trường đi tham gia cuộc thi hát ở trong thành phố. Bà nói là sẽ dạy kèm cho em, nhưng mà gần đến ngày, ông ấy lại đi công tác, đi hẳn một tuần. Ngày nào mẹ của em cũng khóc ở nhà. Cuối cùng em xếp hàng bếp. Cuối cùng là vì chị bỏ nhà ra đi, ba mới phải đi tìm chị. Vậy sao chị lại bỏ nhà ra đi? Em biết không? Làm sao em biết được? Bởi vì ba chị mang cho chị một cái máy nghe nhạc từ Hồng Kông. Kết quả em thích, em lấy mất. Chị không có nữa. Chị đã nói với các bạn trong lớp, chị khoe khoang ba của chị mua cho chị cái máy nghe nhạc ở Hồng Kông. Đây là món quà đầu tiên ba chị mang về cho chị. Kết quả họ đều nói là chị nói dối. Được rồi, chị muốn nói với em điều này đúng không? Vì hôm nay phải nói rõ ràng đi. Lại đây. Việc của ba sau này hãy nói. Chị hỏi em, Lạc Hổ chỗ của em, Lạc Hổ đó sao rồi?
Tiểu Đồng, có việc gì thế? Chị có việc gì không quan trọng? Cô ấy thế nào rồi, có bạn gái chưa? Em nói này, tư cách của chị nhảy giọt quá đấy. Vừa rồi còn nói gì của ba, bây giờ lại chuyển sang Lạc Hổ rồi. Làm gì vậy? Em có thấy bọn chị có tướng phu thê hay sao? Em xem khuôn mặt này, sống mũi cao, mắt to hai mía kiểu châu Âu, đường nét này thế nào chứ? Chị nói cho em biết nha, thực ra kiếp trước ông trời đã sắp xếp xong rồi. Cô ấy có dây tơ hồng dài như thế này. Em cầm đầu này, không phải em, ai cũng được. Cô ấy cầm đầu kia, chị cầm đầu này. Hai người sẽ ngày càng thân thiết, ngày càng thân thiết. Một ngày nào đó sẽ gặp nhau. Đây chính là số phận. Em cũng thấy thế hay sao? Em nói nè, chị có sao hay không vậy? Cũng tốt. Chị và Lạc Hổ hả? Có phải đầu của chị đập vào cửa rồi hay không? Không có, đến một vết rách cũng không có. Rất tốt. Tiểu Kỳ, chị nói cho em biết, nếu quả ấy làm chồng của chị thì em và ba đều hoàn toàn được giải phóng. Hời rồi đúng không? Em nói này, chị kỳ lạ quá đi. Cái tưởng tượng của chị cũng phong phú quá ha. Có thể lấy Lạc Hổ để đổi lấy ba của em, có được hay không vậy? Em còn có việc nữa, không được với chị đâu. Em đi nha. Kỳ, sao nữa vậy? Em xem, 20 năm đẹp nhất đời của ba đều là ba em rồi. Bây giờ ông ấy già rồi, không tháo vát như trước kia nữa. Chị muốn ông ấy cũng làm ba của chị. Chị cũng muốn thử cảm giác của ba mẹ là như thế nào. A B C D E F G H I J K L M N O P. Chị, khách hiếm gặp nha. Cô Tào đâu? Mẹ chị mang cơm cho ba chị rồi, sao vậy? Em ngồi đi. Sao hôm nay lại đến thế? Đến tặng vé xem phim cho chị hay là giới thiệu bạn trai cho chị vậy? Đều không phải. Vậy bao giờ cô Tào về chứ? Em tìm bảy có chuyện gì không? Nói đi. Là thế này chị à? Là thế này. Chị xem, nói thế nào nhỉ? Cảm ơn. Mẹ chồng của em là vợ của ba chồng em. Bây giờ bọn họ đang mâu thuẫn với nhau. Nhà của chị cứ mang từng bữa cơm, có phải là không hợp cho lắm hay không? Dân dân, em họ Lý đúng hay không vậy? Đầu tiên, việc này là việc của nhà họ Đồng bọn chị, không liên quan gì tới em hết. Thứ hai, em nói mẹ chồng em là vợ của ba chồng em, vậy mẹ của chị còn là vợ chính thức của ba chị, cũng là ba chồng của em, đúng không? Em phải tác thành cho mối quan hệ này. Chẳng phải họ đã ly hôn rồi hay sao? Các chị thay đổi lập trường suy nghĩ đi. Chị nghĩ đi, bây giờ mẹ chồng của em khó chịu trong lòng thế nào? Chị thật sự không thay đổi lập trường suy nghĩ được. Chị chỉ nghĩ bây giờ ba của chị đáng thương, không có nơi ăn cơm, không ai mang cơm cho ông ấy. Chị bảo mẹ chị mang cơm đến thì đã sao? Dân, chị hiếu thảo với ba của chị, điểm này không sai. Đúng vậy. Được rồi, vậy thì em đợi cô Tào về. Bao giờ cô ấy về với chị? Mẹ của chị về cũng vô ích thôi. Em nói với bảy cũng vô ích. Bây giờ mẹ của chị có quyền giữ im lặng. Em còn đợi hay không? Đợi. Vậy thì em đợi đi. Chị ra ngoài đi. Chị phải nhanh chóng ra ngoài. Em đi đi. Nhanh lên. Em không thể cản trở chị kiếm tiền được. Đi mau. Cẩn thận đó. Cẩn thận, cẩn thận. Làm gì mà vẫn ở đây chứ? Em cứ ở đây thôi. Chị không lo cho em nữa đâu. Chị đi kiếm tiền đi. Tạm biệt. Bye bye. Ông mau ăn đi, không lát nữa sẽ nguội đấy. Bà lại hầm gà nữa hay sao? Ông xem đi, tôi để giấy ở đây.
Đúng là con người thay đổi theo hoàn cảnh. Bà xem đi, sau khi bà đến thành phố cũng bắt đầu dùng loại giấy này rồi. Đúng vậy, Tiểu Quyên mua đấy. Một tệ một gói đó. Bà nhìn tôi ăn hay sao? Bà không ăn hả? Tôi ăn xong rồi. Tú Nga, tôi muốn nói vài lời với bà, có được không? Ông nói đi. Ừ, lần này tôi có chút mâu thuẫn với cô Duyên. Thật ra là một hiểu lầm. Tôi chỉ ra ngoài trốn tránh để bà ấy bình tĩnh lại thôi. Tôi cũng bình tĩnh lại một chút. Ý của tôi là sau này bà đừng có mang cơm đến cho tôi nữa. Tại sao vậy? Thực ra bà càng như thế này với tôi, trong lòng của tôi lại càng thấy buồn, thấy khó chịu hơn nữa. Tôi biết lần này tôi đến gây ra cho ông không ít rắc rối. Không đến mức gây rắc rối cho tôi. Bà nói xem hai chúng ta ai làm phiền ai chứ? Bà là mẹ của con Nguyên, còn tôi là ba của nó. Thì đừng nói làm phiền ở đây. Thực ra bao nhiêu năm nay, trong lòng của tôi luôn không buông bỏ được bà. Tôi không muốn nói đến. Bà nói xem, bây giờ không lo việc này, tôi làm đúng hay sai, đều qua rồi. Nhưng mà bản thân của tôi không thể tháo gỡ được vướng mắc ở trong lòng của tôi. Tôi nói cho bà nghe Tú Nga, lúc đó tôi từ nông thôn trở về thành phố. Chúng ta đừng nói nữa được không? Không phải, bà nghe tôi nói hết đi. Tôi đã nhịn bao nhiêu năm nay rồi, bà vẫn nên để tôi nói ra. Tôi thấy việc này đã qua rồi. Ông nhắc đến việc này không tốt với ông đâu, cũng không tốt cho tôi nữa. Cho dù tốt hay không, bà cũng phải để tôi nói ra chứ. Tôi không nói thì không vui được đâu. Tôi về đến thành phố, lúc đó tôi thật sự không biết bà đã mang thai con Nguyên. Tôi thật sự không biết bà đã có thai. Nếu tôi thật sự biết bà có thai thì dù thế nào tôi cũng không bỏ mặc hai mẹ con bà. Một mình tôi về thành phố. Sau này tôi mới biết, lúc đó tôi tự trách bản thân. Tôi biết tôi nợ bà, nợ con Nguyên rất nhiều. Tôi nợ hai mẹ con bà nhiều lắm. Không phải đâu, thật sự không phải mà. Tất cả đã qua rồi, đừng nói lại nữa mà. Thật sự tôi không ngờ lần này tôi đến, tôi không ngờ lại khiến cho hai người thành ra căng thẳng như vậy. Không phải, tôi gây rắc rối cho hai mẹ con rồi. Ông nhìn tôi đi, vốn dĩ muốn đến bệnh viện khám bệnh. Không ngờ lại khiến hai người lại nảy sinh hiểu lầm lớn như vậy. Bây giờ ông có nhà cũng không về được. Theo tôi, ông đã lớn tuổi như thế này rồi, tôi cũng phần nào hiểu được tính cách của ông. Ông có thể thay đổi, đừng cứng đầu như vậy được không? Tiểu Duyên cũng tốt với ông lắm chứ. Ông nói xem, ông suốt ngày ở đây, vậy chẳng phải ông khiến bà ấy càng thêm sốt ruột cho ông hơn hay sao? Cô Tào à, cô về rồi hay sao? Dần dần đến rồi hả? Cô vừa mới mang cơm cho ba của con. Cô cảm thấy cả ngày ông ấy không ăn uống gì hết, đáng thương quá. Đây là phần con cháu, bọn cháu làm không đúng. Theo lý mà nói, bọn cháu nên làm việc đưa cơm đây. Cô Tào vất vả rồi. Chuyện này có gì vất vả chứ? Lão Đồng tự chuốc lấy thôi. Cháu nói xem ông ấy lớn tuổi như vậy rồi lại còn giận dỗi, thiệt tình à. Cô Tào, cháu có việc muốn nói với cô lại đây đi. Cháu muốn mạo muội hỏi cô, rốt cuộc cô và ba cháu nghĩ như thế nào chứ? Nghĩ thế nào là sao? Thì là nghĩ gì chứ? Thì là cô và ba của cháu. Cô và ba của cháu có thể nghĩ cái gì chứ? Cô chỉ là cô không định quay lại với ông ấy hoặc là như thế nào hay sao? Quay lại hả? Sao có thể như vậy được? Sao cô có thể quay lại với ông ấy được chứ? Cháu xem cháu nói kìa. Lần này cô đến Bắc Kinh,
Vậy thì tốt. Cháu gái, thế này đi, cháu về nhà nói với mẹ của cháu để cho bà ấy yên tâm. Đừng để bà ấy hiểu nhầm. Cô và ba của cháu không thể quay lại với nhau được. Thật đấy, thật mà. Cô chỉ muốn cảm ơn ông ấy, không có ý gì khác hết. Cô ơi, cô thấy thế này được không? Tức là lúc nào, hôm nào cô thấy tiện thì cháu hẹn mẹ cháu, sau đó cô có thể nói chuyện riêng với mẹ cháu được không cô? Được, được chứ. Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Cô nói cho cháu biết, cô có thể nói chuyện với mẹ cháu, nói rõ ràng là không có chuyện gì hết. Cô thấy ngại quá đi. Cảm ơn cô Tào nhiều lắm. Cháu về nhà nói với mẹ của cháu, đừng để bà ấy hiểu nhầm được không? Cháu biết mà. Cô vất vả quá, cháu làm phiền cô rồi. Không có gì đâu, không có gì. Cô thật sự thấy ngại quá đi. Vậy, cháu vào nhà ngồi chơi. Cháu không vào đâu, cháu cảm ơn cô ạ. Ừ, cháu chào cô. Cô chú ý sức khỏe nha cô. Ừ, được rồi. Viên Tắc Cường, tôi nói cho bà biết, lần này bà phải xin lỗi tôi đó. Vì đó là lỗi của bà. Tôi kết hôn với bà hơn 20 năm rồi, tôi luôn nhẫn nhịn, nhịn hết lần này tới lần khác. Lần này tôi không nhịn nữa. Bà tưởng tôi dễ bắt nạt lắm hay sao? Bà có nghĩ cho tôi hay không vậy? Không phải. Lần này tôi nói cho bà biết, không nói rõ ràng, tôi quyết không về nhà đâu. Tôi cho bà thời gian 3 ngày. Đi đâu về đâu, bà tự chọn đi. Hỏi đi. Sau khi bỏ nhà ra đi, thực ra trong lòng của tôi rất nhớ bà. Lúc nào tôi cũng nhớ tới bà hết. Tôi thấy tôi sai rồi. Tôi có lỗi với bà, có lỗi với con cái, có lỗi với cái nhà này. Đúng vậy. Tôi nhất định sẽ tự kiểm điểm sâu sắc. Sau này tôi sẽ không phạm phải sai lầm này nữa. Mong bà cho tôi một cơ hội để làm lại từ đầu. Đúng vậy, tôi sai rồi. Bà đừng giận tôi nữa. Mẹ, là chỗ này. Cô Tào ở tầng 2 đó mẹ. Mẹ đi lên đi, cô đợi mẹ ở đây nha. Ừ. Mẹ ơi, đến rồi kìa. Con trốn ở phía sau nha mẹ. Con ngồi ở đây nha. Con không muốn gặp bà ấy. Xem con kìa, con nhỏ này. Ở đây. Bà ngồi đi. Bà uống nước không? Cốc hơi nhỏ một chút. Vừa nãy không rót cho. Cảm ơn. Tôi nghe Văn Văn nói bà tìm tôi. Tôi muốn nói với bà, mấy hôm nữa tôi sẽ về. Bà tìm tôi có chuyện gì không? Bà vẫn còn giận lão Đồng hay sao chứ? Đều là lỗi của tôi. Thật đấy. Lần này tôi đến Bắc Kinh giống như không muốn làm phiền bà đâu. Nhưng mà tôi không ngờ sự việc lại thành ra như thế này. Không chỉ làm phiền nhà bà, còn khiến cho bà với ông ấy, một người ở văn phòng, một người ở nhà, không yên ổn. Tôi nói chị nghe, lão Đồng, tôi không có quay lại với ông ấy được đâu. Đều tại tiểu quy nhà tôi.
Con bé Tiểu Quyên quá không hiểu chuyện. Lần này tôi đến Bắc Kinh khám bệnh, nó thấy tôi với ba của nó có thể gặp mặt, cho nên cố gắng tác hợp cho tôi với ba của nó. Nó muốn tôi với ba của nó quay lại. Bà nói xem, sao mà có thể? Tôi thấy đứa trẻ này ngốc quá đi, buồn cười nữa chứ. Chỉ là đứa trẻ này, biểu hiện của nó trước mặt của tôi làm tôi cho rằng nó ghét tôi. Nó rất không thích tôi. Có thể nói là chỉ cần nó đến là bệnh tim của tôi lại tái phát. Tôi sợ nó, tôi sợ nhìn thấy nó lắm. Nhưng mà tôi không thể không chấp nhận nó chính là con gái ruột của lão Đồng được. Cho nên lần nào nó đến, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ cho nó. Bà cứ yên tâm đi, sau khi bà đi rồi, tôi sẽ nghĩ cách tìm việc cho Đồng Quyên. Còn nếu như mà nó không chấp nhận tôi, thì tôi bảo Tiểu Kỳ và Văn Văn tìm việc cho nó. Không được đâu bà ơi, sau này nó bằng lòng ở tại nhà tôi, tôi sẽ để cho nó ở trong nhà. Nếu bà nói như vậy thì tôi thấy tôi để nghiệp chướng cho bà quá. Tôi không thể đồng ý được. Bà ơi, tôi nhất định phải đưa nó về. Tôi không thể để cho nó làm phiền bà. Thật đấy, bà đừng kích động như vậy được không? Đừng kích động quá, nghe tôi nói hết. Đứa bé này, bà nói thật đi, có phải tôi có khả năng chăm sóc tốt cho nó ở Bắc Kinh hơn bà hay không? Bà nói xem, có phải tôi có khả năng hơn bà hay không? Vậy thì tôi có nghĩa vụ. Tôi nói rồi, những lời bà nói với tôi ngày hôm nay làm tôi quen bà một lần nữa. Trong lòng của tôi thấy yên ổn rồi. Tôi bằng lòng làm một vài việc giúp cho bà. Tôi bằng lòng tìm một công việc tốt giúp cho Đồng Quyên. Bằng lòng cho nó ở trong nhà của tôi. Sau này tôi lo cho đứa trẻ này. Tôi để cho bà yên tâm dưỡng bệnh, sống thật tốt ở nông thôn có được không? Bà ơi, đừng khóc, như vậy được không? Nếu bà nói như vậy thì tôi cảm ơn bà. Thật sự cảm ơn bà nhiều lắm. Tôi mắc bệnh ở chỗ này. Tôi biết bà và lão Đồng, tâm bệnh lớn nhất của hai người là Đồng Quyên đúng không? Bà cứ yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ đứa trẻ này. Vậy bà là mẹ ruột của nó. Thật đấy, bà là mẹ ruột của nó. Bà ơi, tôi không dạy dỗ tốt cho nó. Bà hãy dạy dỗ cho nó giùm tôi. 10.000 tệ này, bà làm như vậy. 10.000 tệ này, bà nghe tôi nói hết đã. 10.000 tệ này là vì khoảng thời gian nhập viện khám bệnh này bà tiêu không ít tiền. Tôi biết nhà bà không có tiền. Tôi đã chuẩn bị 10.000 tệ này rất lâu rồi. Tôi muốn bảo lão Đồng đưa cho bà, nhưng mà tôi băn khoăn, tôi giận ông ấy. Tôi không lấy ra, tôi không thể nhận số tiền này được. Tại sao vậy? Bà cầm lấy đi, để đến khi thật sự cần tiền tôi sẽ gọi điện cho bà. Đó là tôi hết tiền rồi. Cô bé này, cô ngồi ở đây cho mẹ. Mau nhận sai với cô Duyên đi. Thôi không cần đâu. Nói mau đi. Cháu sai rồi. Cô Duyên, cháu sai rồi. Cô có tha thứ cho cháu hay không? Cháu giận cô như vậy, mắng cô như vậy, còn khiến cô và ba thành ra như vậy nữa. Cô có thể tha thứ cho cháu được không cô? Quyên à, tất cả đã qua rồi, chắc chắn là cô tha thứ cho cháu chứ. Cô Duyên à, thực ra cháu luôn ở phía sau. Cháu nghe thấy hết lời cô nói với mẹ của cháu. Vốn dĩ hôm nay cháu không muốn gặp cô đâu, nhưng mà cháu thấy hôm nay cháu vẫn nên nói những lời cháu nghĩ ở trong lòng ra. Được. Cô biết, từ nhỏ cháu đã không có ba bên cạnh rồi. Ông ấy kết hôn với cô, làm nhà của cháu thiếu một người. Từ nhỏ cháu đã ít khi gặp được ba. Lần đầu nhìn thấy nhà cô ở bên nhau, cháu thực sự rất ngưỡng mộ. Cháu cho rằng cô đã phá hoại gia đình của cháu. Hơn nữa cháu thấy mẹ của cháu tốt như vậy, tại sao số lại khổ?
Tại sao bảy phải sống khổ sở? Người khác thì sống tốt chứ. Cháu không hiểu. Con nói gì vậy con? Cháu nói với bà của cháu, bà quay lại với mẹ con đi. Cháu nói với ông ấy, bà xem, ông ấy nói là không thể. Hơn nữa lần này cháu không ngờ mẹ của cháu đến Bắc Kinh khám bệnh, cô lại tốt với bảy như vậy, tốn nhiều tiền vì bảy như vậy nữa. Cháu thật sự không ngờ. Cháu cảm ơn cô. Mẹ, mẹ nói chuyện sao rồi mẹ? Nhìn vẻ mặt của mẹ con vẫn chưa đoán ra hay sao? Vậy thì tốt rồi, con ở bên ngoài căng thẳng lắm. Con nghĩ lần này con xong đời rồi, con lại tiền trảm hậu tấu. Con sợ mẹ ra ngoài phê bình con. Nói chuyện rất tốt, về nhà thôi. Mẹ, con nghe điện thoại chút. Alo, sếp Lạc. Tăng ca hả? Hôm nay không được đâu. Hôm nay mẹ tôi, mẹ chồng của tôi đều ở nhà. Tôi phải về nhà nấu cơm, vậy tôi về sớm nha. Tăng ca, vậy thì mau đi đi con. Con mau đi đi. Dạ thôi, vì trong nhà quan trọng hơn. Hôm nay con ở nhà nấu cơm. Hôm nay con tăng ca, mẹ về nhà nấu cơm cho. Cảm ơn mẹ đã hiểu con. Đi. Bà Thông Gia, bà về rồi hả? Ơ kìa, tại sao bà lại làm những việc này? Nào để tôi làm cho. Nhanh lên, bà để tôi làm cho. Tay tôi ướt, ngồi xuống. Tôi quan tâm nhất là bà nói chuyện như thế nào rồi. Kết quả sao rồi? Xem bà cười kìa. Trời đất ơi, nhìn bà cười kìa. Chắc chắn là việc tốt rồi đúng không? Nói chuyện thì rất tốt. Tôi không ngờ. Nghĩ thế nào tôi cũng không ngờ. Tào Tố Nga là một người cực kỳ tốt. Trước khi đi, trong lòng của tôi cũng thấp thỏm lắm. Tôi luôn cảm thấy hai chúng tôi gặp nhau, một người là vợ cũ của lão Đồng, mà nói xem tôi gặp bảy gượng gạo biết bao. Nhưng mà sau khi gặp nhau, bảy nói rất nhiều lời trong lòng, nói ra rất nhiều lời tôi muốn nghe. Tôi thực sự rất cảm động. Tốt rồi, tâm bệnh của tôi không còn nữa, vướng mắc đã được gỡ bỏ. Tốt quá rồi. Tốt quá rồi. Tôi thực sự rất cảm động. Bước đầu tiên của chúng ta thành công rồi. Hỏi rõ ràng những điều trong lòng của bà muốn hỏi, khúc mắc cũng đã được tháo gỡ. Bây giờ bước thứ hai của chúng ta là nghi ngờ lão Đồng có ngoại tình hay không. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Bà Thông Gia, tôi nói bà nghe, lão Đồng nhà chúng tôi mặt nào cũng không đáng tin cậy hết. Mặt này tuyệt đối là đáng tin. Được rồi, nào, Văn, cháu để Tiểu Nguyên cầm đi. Không sao, cháu là đàn ông mà. Không sao, để nó cầm đi. Người một nhà mà khách sáo gì chứ. Dì cô Tào đi, cô làm phiền các cháu quá. Mẹ đi chậm thôi. Cô nói cháu nghe, làm phiền gì chứ cô Tào. Lần này làm phiền các cháu không ít, trong lòng cô thấy khó xử quá. Được rồi, mẹ nên làm phiền thêm ít nữa. Cô nói mẹ nghe, đây là thủ đô Bắc Kinh của chúng ta. Người đến Bắc Kinh làm gì? Ít nhất phải đi xem thượng cờ. Mẹ không xem gì hết, không chơi gì hết. Xem thượng cờ gì nữa, có thiệt không? Người đông nghìn nghịch, mẹ xem trên TV cũng thấy rõ ràng quá rồi. Cháu thấy cô Tào, hay là cô ở Bắc Kinh chơi thêm mấy ngày đi. Không, đúng vậy, cô thực sự nên chơi thêm mấy ngày nữa. Chi phí ở Bắc Kinh đắt đỏ lắm. Cô bảo Tiểu Quyên buổi chiều đi lấy thêm mấy lộ trình thuốc, cô mang về uống luôn. Sức khỏe của mẹ, cô không ở đây làm việc các cháu nữa đâu. À đúng rồi, mang cái kia ra đi. Thứ tốt. Được rồi, mau lấy ra đi. Lót giày. Chị nói cho em nghe, mẹ chỉ mất 2 ngày mới làm xong đấy. Cháu xem, cô làm phiền các cháu nhiều ngày rồi, cũng không có gì để tặng hết. Nên cô tặng 2 miếng lót giày này, tuy không đáng tiền gì hết, nhưng mà cũng là kỷ niệm. Cảm ơn cô nhiều lắm. Đẹp không? Tuy bọn em ở Bắc Kinh chắc chắn em chưa từng thấy. Hoàn toàn là hàng thủ công, giữ gìn sức khỏe. Nếu có vấn đề gì mang đi đổi. Được rồi. Còn đứa Tiểu Quyên, tuy lớn tuổi hơn cháu, nhưng mà nó không ra dáng một người chị. Bởi vì thứ nó nhìn thấy ở Bắc Kinh không nhiều, hiểu cũng không nhiều. Các cháu phải giúp đỡ nó.
Giúp đỡ nó nhiều hơn nha. Được rồi mẹ, nếu nó làm không tốt ở đâu, các cháu cần gì thì cứ nói, cứ mắng đi. Không được thì các cháu viết thư gọi điện thoại cho cô, cô đánh nó cho. Cô Tào, cô yên tâm đi, chị thực sự rất tốt mà. Còn nữa, hỏi thăm mẹ của cháu giúp cô đến Bắc Kinh gây không ít phiền phức cho bà ấy. Trong lòng của cô thực sự rất cảm kích bà ấy đó. Còn nữa, tuy bà của cháu lớn tuổi rồi, càng lớn tuổi ông ấy càng không hiểu chuyện. Các cháu hay đi thăm ông ấy thường xuyên, khuyên ông ấy nhiều hơn, hiểu cho ông ấy nhiều hơn. Cô Tào, bọn cháu thật sự phải nghiêm túc cảm ơn cô. May có những lời nói của cô với mẹ cháu, nếu không nhà bọn cháu trở thành đại chiến hành tinh mất. Hỏi thăm mẹ cháu giúp cô nghe chưa? Nhân, cẩn thận một chút, được rồi, chậm thôi. Bà Thông gia, tôi tặng cho bà mấy món quà quý giá nhất này. Bà biết không, bà xem cái này đi. Lúc ở Thượng Hải, tôi luôn dùng mặt nạ này, dùng nhiều lắm, ở Bắc Kinh không mua được đâu. Tôi đặc biệt nhờ bạn mang đến tặng cho bà đó. Mời bà nhận cho. Bà Thông gia, sao bà khách sáo quá vậy? Bà nói xem, bà đến nhà của chúng tôi, phải là tôi tặng cho bà mới đúng chứ. Được, tấm lòng nhỏ của tôi, cảm ơn nhé. Nhưng mà bà nhất định phải dùng. Dùng xong tôi sẽ kiểm tra da cho bà. Được, tôi nhận. Tôi nhận mà. Ừ. Tôi cũng không kịp cảm ơn bà. Tôi phải cảm ơn bà thế nào đi? Thế này đi, hay là bữa trưa tôi nấu cho bà ăn món bà thích nhất nha, được không? Giữ lại đến ngày mai mời tôi ăn đi được không? Bởi vì chiều nay tôi phải đi gặp Steven đó. Đừng nha. Được rồi, bà hiểu rồi chứ? Hiểu rồi, vậy tôi không ăn với bà nữa. Được rồi, vậy tôi đi đây. Vậy thì bây giờ bà ở nhà đắp đi. Khi nào tôi về, bà bảo với tôi hiệu quả như thế nào ha. Được rồi, bye bye. Kỳ à, việc của mẹ chị lần này, chị thấy thật sự có lỗi với hai đứa. Đừng có giận chị nha. Em giận gì chứ? Em quen lâu rồi, văn văn đối xử với chị tốt như vậy, chị lại dày dò quấy đến như vậy, thất đức quá chừng luôn. Văn văn, em nghĩ đi. Từ nhỏ chị đã bị ba bỏ rơi rồi, rồi sống với mẹ của chị. Lần này chị cũng không vì bản thân mà lại vì mẹ của chị. Em có thể hiểu cho chị được không văn văn? Em hiểu mà, chỉ cần không có lần sau là được. Nếu có lần sau, em và Tiểu Kỳ không gánh được đâu. Chị bảo đảm không có lần sau được không? Ừ. Còn có một việc nữa. Chị nói ở đây, chị nói đi. Thì là mẹ chị vừa đi. Mẹ chị vừa mới đi đó. Chị lại không có chỗ ở rồi. Phòng tốt một chút lại đắt nữa, chị không thuê nổi. Chị à, phòng bên kia của em thuê nửa năm, chị ở đó là được. Chị chỉ đợi câu này của em thôi đó. Văn văn, em là em ruột của chị rồi. Chị nghĩ thế này, chị vừa ở vừa cho thuê tầng bên dưới được không? Được không hả? Đúng vậy, chị vừa ở vừa cho thuê, chúng ta có thu nhập, chị còn có thể ở miễn phí. Hai đứa cũng không thiệt, chị kiếm được tiền có thể mời hai đứa ăn cơm. Được rồi chị muốn thế nào cũng được hết. Em chăn chăn không có ý kiến, đáng tin là được. Thật không, vậy quyết định rồi nha. Đập tay nào. Vậy đi thôi, đi. Vậy chị đi làm việc cho thuê nhà của chị đây. Chị đi đi. Được rồi, bye bye. Bye bye. Bye bye, bye bye, bye bye. Hôm nào chị mời cơm nha. Phải đáng tin đó. Chuyện nhỏ, xin chị luôn đó. Đáng tin một chút đi. Cái váy chị mặc ngắn thêm chút nữa đi. Lần sau mặc váy dài ra ngoài nha. Lý Phong,
Rất cảm ơn sự yêu mến của cô. Tôi đã rời khỏi Bắc Kinh rồi. Tôi bán quán cà phê cho người ta. Cô không cần đến đó nữa. Cô luôn là người vui vẻ, biết theo đuổi thứ bản thân muốn. Hy vọng có thể tiếp tục vui vẻ như vậy. Mình đã nói là sẽ không khóc nữa mà.